Hai mẹ coi xong chưa? Nhanh đi nha, nãy giờ chuẩn bị lâu quá. Rồi, em xuống liền, đợi em chút. Rồi đâu rồi? Lề mề quá, đợi mệt lắm à. Đây, 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 em có mặt rồi đây. Trời ơi, cái gì mà chồng em hối quá trời hối luôn vậy không biết à. Nè, sao lề mề quá vậy, anh rầu em quá. Sao vậy? Anh này, anh là đàn ông con trai thì dễ rồi. Đi đâu hả, anh sọt cái bộ đồ vô một cái, chải sơ cái tóc một cái, vậy là xong. Còn tụi em á là đi đâu phải cho quần áo rồi son phấn chút xíu, tốn thời gian, làm đẹp cho chồng chứ cho ai. Thôi mình đi đi anh, đã trễ rồi, đi anh. Ủa rồi, bé My đâu? My ơi! Anh! Khỏi cần kêu con nữa đi, hôm nay chỉ có em với anh đi thôi. Em đã cho con học múa ở nhà thiếu nhi rồi. Sao em không nói gì với anh hết vậy? Anh không biết là sao? Ông xã của em nè, nhiều việc quá cái quên. Cái chuyện này em có nói với anh rồi, là em đã đăng ký cho con học múa ba lê ở nhà thiếu nhi hơn một tháng nay rồi. Đó, thấy chưa? Anh phải dành chút xíu thời gian cho mẹ con em nha. Em nói gì kỳ cục vậy? Anh không chăm sóc cho mẹ con em hả? Anh không quan tâm cho mẹ con em hả? Vậy chứ anh đi làm quần quật kiếm tiền để làm cái gì? Thấy không? Để em có thể thông dong, để cho con của mình muốn học gì là được đó. Em biết mà. Em biết là ông chồng của em là lúc nào cũng là vì vợ, vì con. Anh làm tất cả đó vì cái nhà của mình, đúng không? Nhưng anh à, anh phải biết là công việc quan trọng, gia đình cũng quan trọng vậy. Cho nên là mình phải dành thời gian cho gia đình nữa. Vậy thì cả nhà mình mới vui được anh ha. Em đòi hỏi quá đó Bích Liên. Ủa, em thấy đâu có gì là quá đâu. Hạnh phúc á, là phải hai đều xây dựng mới được. Chứ mình em thì đâu có được, đúng không? Thôi mình đi, để trễ giờ đó anh. Mình làm kinh doanh, sao em không cho con học hai cái môn toán, ngoại ngữ cho giỏi là được rồi. Sau này nó còn phụ anh trong công việc được. Em phải đặt cho nó học múa chi, ba lê, tốn thời gian vô ích quá. Sao lại vô ích được hả anh? Sau này á, cho dù có đi kiếm tiền hay là đi làm á, thì cũng cần phải hiểu biết thêm về kiến thức nghệ thuật, âm nhạc hay là hội họa gì đó. Mình cứ cho con mình học đi, không nhất thiết là nó phải thành tài đâu, nhưng mà nó thấm vô máu rồi á, là nó cũng đã khiến cho con mình khác với những người không có cơ hội học rồi. Em mơ mộng quá. Thời buổi bây giờ mấy cái chuyện đó cào bằng xóa sổ rồi nha. Bây giờ là thời của nghệ thuật kiếm tiền giỏi, thời của đồng tiền xương máu, chứ không phải thời lãng mạn của em nữa đâu. Em biết. Thời bây giờ á, chứ đâu có phải như thời của Bach hay là ông Beethoven đâu. Nhưng mà cái thời của ông Bach á, ổng cũng có tới 10 người con lận nha. Ổng cũng cần tiền chứ, nhưng mà vẫn sống khác hẳn. Trình độ của họ cao, cho nên anh biết không, tới bây giờ hả, nếu như mà muốn hiểu hết về âm nhạc của ổng á, thì cũng phải mất tới mấy năm để học lận đó anh. Hồi xưa á, nhạc của ổng á, chỉ coi như là khí trời, dễ hít thở thôi. Còn bây giờ á, thì người ta cho đó là hàn lâm, là kinh điển, là xa lạ, không ai hiểu gì hết. Thiệt là xa xúc mà. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy mà sếp không có mặt ở trong công ty nữa, mới phải tính sao luôn. Nước sôi, nước sôi, nước sôi, chết ra nước sôi cái gì vậy? Gì vậy? Ôi, nước sôi chứ gì? Trời ơi, nước sôi sao để dưới bếp? Để lên đây gì vậy? La bài hải, bài hải, bài hải, người ta sợ nó nhảy cà tưng giống như là bà Tưng vậy đó. Trời ơi, tôi không la rồi á, mấy cái miệng chai này cậu da vô rồi nó miệng nó bể, nó đâm lủng đít cậu sao? Ê, không có nói bậy nha. Đừng có thấy tôi dễ mà giỡn mặt với tôi nha. Nè, tôi mới giỡn với cậu nha. Tôi có lòng tốt, tôi muốn bảo vệ cái phao câu cho cậu thôi, làm gì dữ vậy? Chuyện nhỏ xíu mà la lớn rồi làm chuyện lớn vậy đó. Chuyện nhỏ chuyện lớn gì cũng vậy á, không được giỡn. Lỡ như gặp người yếu tim thì sao? Xin lỗi nha, cậu yếu chợ im á tôi mới ngán, chứ mà cậu yếu tợ im á tôi không sợ đâu à. Có gì đâu mà quan trọng quá vậy.
đâu phải cả đời cứ hì hục kiếm tiền là tốt đâu anh. Mình cũng cần phải hiểu biết và hưởng thụ những tinh hoa văn hóa của nhân loại và biết cảm nhận được sự sáng tạo của nghệ thuật. Như vậy thì mới biết cách sống chứ. Sống chung với em bấy lâu nay, cứ mỗi lần nghe em nói chuyện về nghệ thuật say sưa, anh thấy em khó hiểu quá. Em đâu có gì có hiểu đâu. Em nghĩ sao thì nói vậy thôi. Có điều là em muốn mình luôn được mới mẻ, trình độ đời sống văn hóa thường xuyên được nâng cao, chứ cứ bằng lòng với cuộc sống no đủ, ăn ngon rồi mặc đẹp, như vậy thì chán lắm. Ý em nói là cuộc sống của anh thấp kém, tầm thường chứ gì? Cái này là anh hơi nhạy cảm rồi đó nha. Chứ còn cái gì nữa? Anh sống vật chất thực dụng, trình độ văn hóa thì không có bằng em, không có bằng cử nhân thạc sĩ như em. Ý em muốn nói vậy chứ gì? Với em thì vấn đề bằng cấp không có quan trọng. Quan trọng là kinh nghiệm sống, rồi kinh nghiệm làm việc thực tế nè. Vậy thì em mới vứt bỏ hết tất cả mọi thứ để mà phục vụ chồng của em. Chứ em đâu có chọn người có bằng cấp hơn em đâu. Em chỉ muốn là vợ chồng mình hiểu hơn về đời sống tinh thần của nhau thôi, để mà dễ hòa hợp. Trong nhà chỉ nên có một cái đầu thôi. Có hai cái đầu mà không cùng quan điểm, mất công đời sống vợ chồng rắc rối lắm đó. Thôi, em không có tranh luận với anh nữa đâu. Em là người chỉ luôn thích hòa bình, chứ không có thích chiến tranh. Hy vọng. Em mới nói gì? Em nói là hy vọng cuộc sống của mình sẽ thay đổi để càng ngày càng vui hơn thôi. Trời ơi, cậu làm quá. Cậu la lên đó là dầu sôi thì được, mà tôi la lên nước sôi cậu không cho. Cũng là nhân viên với nhau thôi mà làm gì dữ vậy? Cũng là nhân viên làm trong công ty, nhưng mà tôi làm trưởng phòng kinh doanh, chứ không làm cái nghề mà mạt đời mạt kiếp như bà. Đừng có dở cái thói mà nói chuyện cái kiểu mà cá mè một lứa như vậy. Nè, nói chuyện á cho đàng hoàng, nói sao cho lọt lỗ tai dễ nghe coi. Cậu nói sao mà tôi ngứa lỗ tai quá à. Trưởng phòng hả? Xin lỗi, trưởng phòng ở đâu cơ? Chứ cậu đâu phải làm trưởng phòng phòng tôi đâu mà tôi ngán cậu. Tôi giái trời nha, một ngày nào đó đẹp trời nha, bà qua phòng tôi bà làm đi. Tôi thề tôi sẽ đi bà tới chết đó. Ôi xin lỗi cậu, ngày đó là tôi nộp đơn xin nghỉ việc liền tay. Bà không đủ tư cách nói chuyện với tôi. Cậu cũng không có tư cách nói chuyện với tôi à. Trời ơi, cái thứ của cậu á, xin lỗi à, thà tôi đi làm ô xin cho thiên hạ, chứ không bao giờ tôi làm dưới quyền một cái thằng thương đội hạ đạp như cậu đâu. Làm phách. Trời ơi, mới làm công ty trách nhiệm có hạn mà đã vậy rồi, làm công ty trách nhiệm độc quyền ý, chắc nó đạp chết bao nhiêu người quá. Ê, con mẹ này. Sao, tôi nói gì đó, tôi có ngán đâu à. Trời ơi. Alo, Sảo nghe. Ủa, sếp hả sếp? Dạ, em nè. Dạ, em biết rồi, sếp yên tâm đi, dạ. Dạ, 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 tuân lệnh sếp, dạ, em biết rồi, dạ. Ôi, nịnh thấy sợ à. Sao ngộ nha, mình coi phim nha, mình thấy người ta giơ tay thằng chào dạ sếp, cái thấy tướng tá người ta ngon lành oai phong, thằng này là yes, làm cái tôi khó coi à, cỡ mày tôi nuốt không có vô. Yes. Chào anh. Lâu quá mới gặp. Thiệt là ca tôi mà. Trời ơi, hai vợ chồng như Sam mẹ, đi là có chàng là có nàng. Ủa mà không hiểu ra tôi. Ga không phải ga xe lửa đâu nha. Anh nói ga tô là cái nơi mà cái chuyện ghen ăn tức ở đó. Ganh tị đó. Tao cái mặt đi. Nói không hiểu được buồn dễ sợ luôn. Biết không, mấy người này ghê lắm. Đi dự tiệc mà mấy cái tiệc thương gia rồi đó, tiệc giàu sát. Thấy chàng rồi thấy nàng. Mà chung thủy cũng tốt mà. Nhưng mà công nhận hai người này đẹp đôi thiệt nha. Dạ em cảm ơn chị. Ông Thức. Chào ông chủ trẻ. Chào anh. Ê, khỏe không? Khỏe. Lâu quá mới gặp hả? Nghe nói dạo này công ty anh ăn nên làm ra lắm, đúng không? Mình gặp may mắn đó mà. Thì cũng nhờ anh em với lại người thân ủng hộ, cho nên là công ty của mình cũng hoạt động tạm ổn thôi. Công ty mình nhỏ lắm. Nhưng mà nói chung là trên thị trường bây giờ đó, thì cứ 10 người tiêu dùng thì hết 9 người là xài thương hiệu nước khoáng công ty mình đó. Vậy là tốt quá rồi. Chúc mừng nha. Cảm ơn.
Nói không phải nịnh chứ. Cậu chủ à? Dạ. Tôi nói cái câu này là không phải là tôi thấy cô cậu giàu sang là tôi nịnh đó nha. Bị gì cô đẹp quá trời. Người ta nói là gái một con trong mòn con mắt. Cháu cảm ơn cô. Dạ, chắc cái lời khen này con phải cảm ơn chồng con. Chắc có lẽ là chồng con vì thương con cho nên là để cho con ở nhà chăm sóc chồng với con cái thôi, cho nên nó mới thoải mái vậy đó cô. Khó lắm mà được khó chồng kiếm cưng như vậy là nhất rồi, sướng quá ai mà bằng nữa. Dạ, cảm ơn chị ạ. À, Sảo, tôi ngồi đây nè. Dạ, chào anh. Xin lỗi anh đã để lâu. Đừng có khách sáo, tôi cũng mới vừa tới thôi mà. Thôi, mình là làm về luôn rồi mình bàn công việc luôn nha. Dạ. Yeah. Mời cậu. Em mời anh. Chúc sức khỏe. Chúc cho sự hợp tác của chúng ta luôn luôn tốt đẹp. Dạ. Yeah. Cậu dùng dạ. Đi. Những món ăn của nhà hàng này toàn là những món ngon và nổi tiếng không đó. Dạ em biết mà. Em cũng đã từng tới đây một lần rồi. Ở đây rất là đẹp và đồ ăn rất là đắt. Nhưng mà tiền nào của đó mà, đúng không anh? Đúng, tiền nào của đó. Tôi rất thích câu nói này của cậu. Rất là thức thời. Dạ, chỉ có anh mới là người hiểu rõ em nhiều nhất. Cảm ơn anh. Ủa, điện thoại của ai nghe sao kỳ quá vậy? Đâu có, điện thoại tôi. Ơi cái tiếng nhạc cũng vui vui chứ ha. Vui thiệt nhưng mà nghe không đàng hoàng. Nếu như gặp những đối tác làm ăn thì người ta bỏ xô liền đó. Bởi vì tôi nói rồi, cái thằng đệ tử của tôi đừng có ca cái nhạc chuông này, nó nghĩ sao. Nhạc này nghe cũng có bu giật. Alo. Chuyện gì vậy? Hả? Công ty có chuyện hả? Ủa? Bộ ở công ty đông như vậy không ai giải quyết được hả? Phải đợi tôi về à? Sao kỳ vậy? Chơi mà không quên nhiệm vụ ha. Hèn gì ông không khá sao được. Cậu giúp tôi, tôi sẽ không bao giờ để cho cậu phải chịu thiệt đâu. Đồng tiền thì đi liền khúc ruột. Có tiền sẵn sàng bán lòng dạ của mình cho thiên hạ. Cậu biết, làm tốt thì nhiều tiền. Cậu hiểu điều này hơn ai hết mà, đúng không? Dạ, em cảm ơn vì anh đã hiểu em. Nhưng mà anh đừng có mà bô chửi em như vậy. Hà cớ gì mà anh vừa móc tiền cho em mà vừa chửi em là cả phản bội. Một khi em đã chấp nhận làm nội gián của anh rồi thì chắc chắn rằng em là người của anh. Nhưng mà anh cũng phải tôn trọng em chứ, bởi vì ít ra em cũng có lòng tự trọng của mình mà. Tôi nói thiệt, nếu mà có ai mua cái lòng tự trọng của cậu chắc cậu cũng đem bán luôn. Có biết giữ đâu mà bị người ta phải tôn trọng. Dạ, anh thất nhà con vậy đó cô. Làm việc cái lầu quên hết mọi thứ à. Nhưng mà rồi có quên vợ không? Vợ thì chắc không có quên đâu cô. Đừng có tự tin à nha, hàng hiếm đó. Sơ sẩy cái là có người vớt liền đó nha. Ai thì em không biết, chứ anh thất nhà em không có đâu chị. Coi cái mặt là biết chồng cưng rồi mà. Cảm ơn cô. Có phi vụ mới nè, cậu cứ làm tốt đi. Còn vấn đề tiền bạc thì cậu khỏi cần phải lo. Ngay cả những khoản ăn chơi tôi sẽ lo cho cậu luôn. Dạ, yeah. Thật sự thì em cũng ngại khi mà nhận quá nhiều sự hỗ trợ của anh. Nếu mà cậu thấy quá nhiều á, chắc phi vụ này á tôi sẽ bớt tiền lại quá. Không anh, đừng. Ý em nói á là em rất là ngại khi mà anh dành cho em quá nhiều tình cảm như vậy. Tình cảm của mẹ gì, tôi không thích cùng hệ đâu. Dạ cũng như em vậy, em cũng không thích chơi cùng hệ. Nhưng mà em thích quan hệ làm ăn. Mà một khi làm ăn có nhiều tiền rồi thì em cũng thích quan hệ với người cùng hệ anh à. Thôi, đừng có xàm nữa, lo tốt công việc của tôi đi. Dạ, em mời anh. Chúc cho sự nghiệp của chúng ta thành công tốt đẹp. Cảm ơn. Dạ còn bé My con gái em á, con bé nó đang học múa ba lê chị. Chắc á, cháu múa đẹp mà giỏi như mẹ vậy á hả? Dạ không có đâu chị, em không có biết nhảy nhót gì đâu, em quê trớt à. Ngày xưa ba má của em á, khó lắm, phong kiến lắm, chỉ bắt đi học thôi, không có cho tham gia văn hóa văn nghệ gì hết. Cho nên em thấy mình bị thiệt thòi, mới để cho con gái đi học múa, cho nó thoải mái đó chị. Sao? Rồi bây giờ ông có giải quyết được không?
hay là phải đợi tôi về? Trời ơi sếp ơi, em đâu có đủ bản lĩnh bằng sếp đâu mà giải quyết những cái chuyện động trời như vậy. Có nghĩa là tóm lại là không được đúng không? Thôi được rồi, ông nói với khách á. Ráng chờ chút xíu đi, tôi về liền. Vậy nha sếp, nhanh nhanh nha sếp. Tụi này đang chờ sếp giống như là nắng hạn chờ mưa vậy đó. Biết rồi ông ơi. Có một thằng đệ tử chịu chơi, dám xả thân với mình, lúc nào cũng coi mình như thần tượng, vậy mình được đó chứ. Anh là cái tướng của con, lẽ ra đi muốn ba lê. Con gái con nó giống con là chắc đẹp lắm. Em nè, bây giờ anh phải về công ty gấp để mà giải quyết một số việc. Lát nữa em đón taxi về nha. Dạ được rồi, công ty có chuyện ha. À, dạ con xin phép. Ga lăng dữ ha, dám bỏ vợ ở chốn phòng qua này một mình để về đi làm. Nghe nói ổng mới xây nhà đẹp lắm phải không? Đúng không? Dạ. Đây nè cô. Em cho chị với cô coi hình nha. Dạ. Nhà cô đẹp ha. Dạ. Giống cái lâu đài tình ái nha. Dạ còn đây. Dạ đó. Đó, bé My đấy cô. Nó đang tập múa bản Hồ Thiên Nga đó cô. Dạ. Hồ Thiên Nga là cái múa ba lê hả? Dạ. À, tôi nhớ rồi, tôi có coi cái múa này mà lâu lắm rồi. Bây tôi cũng ham coi lắm, hãy nghe nói lạ coi. Nhưng mà tôi thấy nó sao đó. Ăn mặc tôi cười quá, ăn mặc nó quấy tới đây nè. Cái ra bắt đầu đi vậy đi nè, xong đá lên vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đúng rồi. Bây giờ mấy bạn tự làm cho cô nha. Rồi, 2, 3, ý, 1, 2, 3, 4, nhảy, 5, 6, 7, 8. Rồi, bây giờ mấy bạn ngồi xuống cô làm mẫu lại lần nữa cho mấy bạn coi nè. Bắt đầu, 2, 3, ý, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah. Hay quá cô ơi, không biết chừng nào con mới múa đẹp được như cô ha. Con ráng lên đi, thế nào cũng được à. Có thể con còn múa đẹp hơn cô nữa đó. Cô ơi, mẹ con thích bản Hồ Thiên Nga lắm đó cô. Con nhất định phải múa cho thiệt đẹp cho mẹ coi. Dĩ nhiên rồi, con ráng tập đi, thế nào con cũng múa rất đẹp bản Hồ Thiên Nga đó. Cô ơi, mẹ con thích con chim Thiên Nga là vì nó rất có tính chung thủy đó cô. Đúng rồi, hầu như người phụ nữ nào cũng thích tính chung thủy của Thiên Nga hết. Ha. Nói tới đây á là có điểm chung giống tôi rồi đó. Tôi là thích nhất là lòng chung thủy, một vợ một chồng mà thôi. Tôi thích cái chuyện mà một vợ một chồng là đúng rồi. Hoàn cảnh của tôi nó cũng có đặc biệt, tôi tới ba chồng luôn. Cô tới ba chồng rồi mà vậy nè. Bởi vì ta chồng thứ nhất á quậy quá đi, ông mới ký tăng một tăng hai tăng ba, ông đi hoài ta về riết người ông như cái bả mía tôi bỏ. Thôi cái lấy cho chồng thứ hai, cho chồng thứ hai ông bệnh ông chết, rồi tôi lấy tới ông chồng thứ ba. Tới ông chồng thứ ba tôi nói thiệt, tôi sống cho tới mình răng long đầu bạc, cho nên tôi rất ủng hộ cái chuyện mà vợ chồng là cái chung thủy với nhau. Bởi vậy chung thủy, tôi đồng ý với cô cái điểm chung thủy đó. Thì ông năm nay cũng 81 tuổi rồi còn gì nữa, răng long thì đã lâu rồi, bây giờ là răng rụng thì có. Bà ráng mà chung thủy với ổng á, để cho lúc mà ổng thăng á thì ở đó mà hưởng thừa kế hợp pháp. Xong rồi ôm cả núi gia tài mà đi kiếm bằng phi công trẻ. Nói gì vậy? Phải chi cái phấn xịn á mà nó rẻ bằng một nửa cái phấn trẻ em thì thôi. Mua sức hết người cái nó đều màu trắng mịn cho đẹp. Chàng đét ơi, phân trâu phân bò chứ đâu phải là phân con nít đâu mà muốn mua rẻ là sao? Gì ngoại? Trời, ngoài đã hay lãng tai rồi mà còn cứ nghe lén rồi la con vô lý. Con nói là phấn trẻ em chứ phân trẻ em nào còn khùng viên bôi phân trẻ em vô mặt. À, cái phấn hồi nãy mày cầm trên tay đó hả? Chị ơi, cái phấn đó là bột thạch cao. Chị xức đi rồi có ngày cái mặt của chị hả, rồi nó nổi sần nổi sùi nè, rồi nó nổi cục gì nè, rồi nó dị ứng lên, rồi mai mốt á mày sẽ trở thành cái tượng thạch cao thị nở. Thôi dẹp quét vô bôi sơn của mày đi mẹ ơi. Ngoại ơi, bữa nay lối sớm có đám, ngoại chắc con chân diện lên chút xíu chứ. Hay là ngoại sợ con làm nên đẹp quá, lộng lẫy quá, nổi bật quá rồi ngoại ganh tị hả? Trời đất ơi,
Tôi làm gì mà nó nói tôi đi ganh tị sắc đẹp với nó. Xin lỗi mày nha. Bây giờ mà nói tới đàn ông là tao ớn tao cổ luôn vậy đó. Hồi đó tao đẻ má mày đó, đâu có ai ở bên cạnh tao đâu. Rồi tới phiên má mày sanh mày ra, rồi cái thằng lưu manh đó đó, nó quất ngựa truy phong. Bởi vậy bây giờ tao sẽ yêu cầu mày chấm dứt cái truyền thống dạy trai của bà và má mày. Từ từ, rồi tao kiếm chồng, rồi tao gả đàng hoàng cho mày, đúng không? Rồi lúc đó rồi sanh con đẻ cái. Chứ mà hấp tấp vội vàng quá nha, rồi gặp cái thằng lừa đảo ha, rồi cái bụng chình ình đó là khổ đời nghe con. Con nghe đi nghe lại cái điệp khúc này quả con mệt quá luôn á. Bây giờ á là chỉ con cái là lấy chồng nè, sanh con, rồi đi làm, rồi cứ bình thường như vậy, vậy là tốt đó con. Trời ơi, con phải công nhận luôn đó nha. Ngoại tuy là học hành không có được cao như người ta, chữ nghĩa không có rành rọt lắm, nhưng mà tiếp thu kinh nghiệm từ cuộc sống cực kỳ dữ dội. Giờ con hỏi ngoại nè, cái thằng đạo đức, đạo hạnh, đạo mạo gì đó mà nó khổ hơn thằng đạo tặc thì đạo làm gì, đúng không? Con không quan tâm, con chỉ cần biết là thằng nào làm cho con cuộc sống sung túc, sung sướng thì con theo, khỏi bàn cãi nhức đầu. Chứ tao nói là cái mày cãi lẻo lẻo à. Nè, rồi đây nha con, người không ra người, rồi ngộm nha, rồi ngồi đó mà khóc à. Con đâu có cãi ngoại đâu, chỉ là tâm sự chuyện con gái chúng mình thôi, tìm ra chân lý vậy thôi mà. Nước sôi, nước sôi! Quay! Trời ơi, mén chút xíu đụng rồi. Gặp gì á là bị hù à? Vì nói câu khác không được sao? Mà cứ nước sôi hoài vậy? Ủa trời ơi, công ty mình là công ty sản xuất nước uống, thì bây giờ phải la lên là nước sôi, không lẽ là la lên nước ngọt, hay là xin tố, đi quảng cáo công ty khác hả? Bái phục gì luôn á, hèn gì chú Hoàng á, chẳng bao giờ cãi lại gì á. Xin lỗi nghe, ông Hoàng nhà tôi á, không bao giờ cãi lại tôi, ông nội, ông cố, ông ngoại nhà tôi toàn là dân đi cãi lộn mướn không? Ủa, vậy hả? Vậy là tôi phải chạy về giữ vợ cách xa gì cả cây số á, không thôi bà học gì là về ăn gỏi tôi khỏi cần nước chấm luôn á. Ơi, xin lỗi nghe, nghĩ sao mà tôi truyền nghề vậy, bí kíp gia truyền mà đâu phải muốn truyền cho ai truyền đâu. Ủa sao ngộ vậy, mình khai lý lịch mình ra cái mặt mày nó xanh lè xanh lét. Không nhận anh nói cái lý lịch mình nó cũng lợi hại dễ sợ. Ngoại, con xong rồi nè. Đi ngoại, con nghe nói ở bển á, đàn trai ở trên huyện cho nên là hả, toàn mấy người lịch sự không phải không? Cái gì vậy? Trời, cái mùi gì mà, mùi gì mà nghe kỳ quá vậy nè mấy nữa. Trời ơi, ngoại làm gì á? Mùi dầu thơm của người ta mà ngoại giống như nghe cái mùi gì thấy ghê lắm vậy á. Trời ơi, ngoại không biết gì hết à. Bình thường á, ngoại đã lãng tai rồi, bây giờ đừng nói là cái mũi của ngoại cũng có xu hướng bị lãng luôn nha. Cái mùi hoa huệ. À đúng rồi, hoa huệ là cái hoa mà mình cúng đó. Cái mùi đó hồi mới đầu nó thơm dữ lắm, nhưng mà mày lấy cái hoa này mày nhúng nước một hồi nha, vớt lên, ủa nó túi cả làng cả xóm luôn á. Rồi bây giờ con sức dầu thơm như vậy, rồi đi qua bển nha, mồ hôi mồ hám nó nhễ nhảy ra. Trời ơi, nó bị viêm cắn liền đó. Thôi, viêm cắn gì đây? Ngoại nếu mà ngoại không thích dầu thơm thì thôi kệ ngoại, con thích kệ con. Ngoại mà cứ chê kiểu đó hả? Người ta nói ngoại là không có văn hóa tiêu dùng á. Ờ, ai chê hả? Ngoại ở dưới nhà quê ngoại quen rồi, ngoại quen mùi cá mắm. Bây giờ ngoại mà nghe cái mùi mà thơm thơm gì cái là ngoại trời ơi, thiệt tình với ngoại luôn á. Bây giờ ngoại không thích thì thôi, cứ vậy làm nghiêm trọng quá vấn đề. Thôi bây giờ dẹp mùi qua một bên đi, ngoại nhìn con coi nè, bộ đồ này được không? Đó, nè, được không? Cái bộ đồ này mua từ hồi Tết, xong rồi bây giờ con qua bển mặc đón khách với người ta, bảo đảm ở thiên hạ nhìn lé mắt luôn. Ừ, đúng rồi, có mấy người lé thì người ta không có thấy đẹp, còn con á, con không thấy lé thì con thấy đẹp kỳ dị. Gì? Gái gì mà ăn mặc coi nè, màu mè đủ thứ tùm lum tùm la, thấy mà ghê, giống đồng bóng vậy đó. Thôi, chán ngoại quá à. Bây giờ nói chuyện gì modern với ngoại không biết gì hết. Bình thường á, là con với ngoại đã khắc tính nè, khắc tuổi nè, khắc mạng, khắc khẩu. Bữa nay là khắc luôn cái thẩm mỹ. Thôi để cho con hả đi xuất khẩu lao động đi, cho hả ngoại tha hồ mà chửi chó mắng mèo mình ở nhà, khỏi ai làm phiền ngoại luôn.
Nè 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 nè, mày là cháu ngoại của tao đó, rồi mày bỏ đi đâu vậy? Trời đất ơi, hồi đó má của nó hả cũng cãi tôi rồi bỏ đi rồi chết bờ chết bụi. Rồi bây giờ mày tính mày bỏ đi phải không? Mày nhắm hỏng của tao rồi mày sống được không? Tâm, trời đất ơi, con cháu của tôi giải nó không được nè, trời ơi. Ba. Hả? Ba chỉ cho con cái bài này ba. Đâu được ba coi. Cái bài này cũng dễ mà. Nè, con lấy hai cái này cộng vô cái này nha. Đó. Rồi chia vô cái này. Đó. Thấy chưa? Ra kết quả liền. Thấy chưa? Mà ba có dạy theo đúng cách của cô không vậy ba? Cách này là ngày xưa cô của ba dạy cho ba đó. Ui, vậy là không được rồi. Hồi hôm bữa, thằng Tùng á, nó lên bảng giải bài tập, đáp số đúng. Nhưng mà không theo cách của cô dạy. Cái cô rút ra Thượng Phương Bảo Kiếm, quýnh cho nó bằng đích luôn á ba. Bà mà Thượng Phương Bảo Kiếm là cái gì? Dạ, Thượng Phương Bảo Kiếm là cây thước kẻ gỗ của cô dài gì nè. Cây thước kẻ gỗ thì nói đại cây thước kẻ gỗ đi. Vậy thôi để bữa nào đi ba coi lại cách của cô ăn dạy làm sao rồi ba chỉ lại con. Dạ. Mà ba ơi, sao bữa nay mẹ đi làm sớm vậy ba? Mẹ không đợi ba đi cùng hả? Hôm nay mẹ phải ở trong kho để xuất kho. Hôm nay có lô hàng lớn lắm nên mẹ mới đi sớm vậy đó. Dạ. Thôi giờ ba đi làm nha. Nhớ khóa cửa cẩn thận. Nghe chưa con trai? Dạ, con biết rồi. Rồi. Con chào ba. Rồi, giỏi. Dạ. Ủa, dép qua vậy? Ý. Dép ba để dưới đường vậy? Đó là dép của mẹ ba. Mẹ thường để ngay đây nè. Chắc con chó con nó mới gặm tha ra á. Dép đứt gì sao mang? Mẹ kêu á là có nhiều chuyện phải xài tiền lắm. Nên cái gì còn á thì mới xài. Mẹ kêu từ ngày có con á, mẹ cứ sửa đi sửa lại xà quần có hai đôi dép đó không á ba. Ba con mẹ có phải là chùm sò siêu keo kiệt luôn không? Bậy, mẹ không phải là chùm sò, không phải siêu keo kiệt, mà phải gọi là siêu tiết kiệm mới đúng. Hiểu không con? Dạ hiểu. Thôi bay làm nha. Dạ. Ở nhà ngoan nghe chưa? Dạ. Ba đúng là lúc nào cũng chỉ biết khen mẹ. Hèn gì mấy ông hàng xóm kế bên cứ kêu ba là siêu sợ vợ không à. Cha, bữa nay cô thủ kho lại nha, dám bỏ cơ ngơi của mình đi lang thang, chắc có chuyện gì đặc biệt dữ á. Thì có chuyện tôi mới đi chứ, đời nào mà tôi bỏ kho tôi đi đâu. Ông mới hả? Đẹp dữ à, mắc à. Đâu có, áo này á là tôi mua đồ xôn á. Mình hàng đẹp vậy mà xôn chứ sao gì. Ăn thua là bà chịu khó ngồi lựa với trả giá. Chứ đó giờ có bao giờ tôi mua đồ mắc đâu. Ý người ta nói chắc là người ta đẹp cho nên mặc gì cũng đẹp phải không? Tôi không có ý đó. Bà đó cứ nghĩ sâu xa làm gì. Đó giờ tôi có bao giờ mà đua đòi theo người ta để được khen đâu. Quan trọng á là chồng tôi thấy tôi đẹp là được rồi. Chứ còn người ta khen á, mất công mình nở lỗ mũi như trái cà chua, đó có đẹp đâu. Đi nha. Xạo quá. Tao đã nói á, đi cho sớm, qua bển còn phụ họ với người ta. Sao phải chậm lục quá vậy Tầm? Trời ơi, ngoại nhìn đôi giày của con nè, cao nhồng làm sao mà đi nhanh được, phải đi từ từ chứ. Nè mày thấy không, bà ngoại cũng mang cái đôi dép này đi, đâu có lật qua lật lưỡng đâu. Ngoại hay lắm, ngoại thử đi đôi giày cao như con coi, thế nào thiên hạ cũng nói hả. Ngoại là già mà ham, mày đặt kèo cao bon chen với con nít, sức mấy ngoại dám mang. Bởi vì không mang làm sao hiểu được cái nỗi khổ của người đang mang đó, mang giày cao như con. Đã ngoại nói là ngoại không cấm bay làm đẹp, nhưng mà cái gì nó cũng vừa vừa phải phải thôi. Mình là dân bần ruộng chứ đâu phải là dân thành phố đâu. Nè thấy chưa, đi cái đôi cà kheo này nha, cao một tấc gì đó, đó. Thấy chưa, đó. Tao nói đi không có nổi đâu mà. Đó. Ui. Rồi đi chật chà chật chưởng hả, rồi có ngày té lội giò, heo lành thì không chịu, mà muốn thành heo si cà que hả. Trời ơi đó, ngoại cứ lèm bèm hoài, vừa trật chân rồi nè, đau quần chết luôn à. Ngoại không thấy người ta nói hết trên báo hả, muốn có dáng đẹp thì phải làm sao, phải đi giày cao gót hoặc phải cao vậy nữa mới được.
Trời ơi, bây giờ đau bao nhiêu cũng chịu được hết. Để mai mốt á hả, thiên hạ nó thấy mình, nó nói con này vừa mặt đẹp, vừa dáng đẹp, lúc đó nó mới mê. Ôi, thôi mệt quá đi. Ăn đã khó, có đâu mà cái đẹp. Bà ngoại sống ra nửa đời người rồi, bà ngoại đâu có thấy ai cạp cái đẹp ra để mà thế cơm đâu. Thôi giờ đi lẹ lên đi, hay là muốn đi qua bển rửa chén cho thiên hạ. Từ từ cũng đi, ngoại giật giật vậy rồi hả, đội giọt con luôn làm sao? Bây giờ muốn về hay muốn tôi cõng đi qua bển? Mệt quá à, để ngoại cõng mới cho thiên hạ chửi con là hành bà già hả, rồi nói con này là đẹp mà si cà que. Không có chuyện đó đâu ha. Bây giờ dù thế nào cũng phải ráng lết qua bển, làm quen với mấy anh trai trên huyện xuống á. Cơ hội ngàn năm có một, bỏ uổng lắm. Bây giờ đi cái cẳng không qua bển đi, rồi một lát á mang cái đồ về ôm này vô. Thì còn cách nào khác đâu. Giờ con đi cẳng không qua, lát phủi chân, mang về con gót lên lại. Dáng cao, dáng đẹp, tha hồ dụ mấy anh. Sàn xê cho nó thích. Đúng là cái con này tuổi con dê mà. Hãy hở ra là sàn xê à. Ủa? Cái đó ngoại muốn trách á, trách má con kìa. Con đâu được quyền quyết định tuổi tác đâu. Ai biểu, sanh tuổi dê làm gì, giờ dê đáng chịu. Bây giờ bay tuổi gì cũng vậy á, thôi đi lẹ đi con mắm. Đi. Đau chân mà. Đi. Ông lên phòng tôi nhanh đi. Anh Thức ơi, em vô được không? Vô đi, nhưng mà không có được hôn đâu nha. Xàm xí đế. Em son thủ kho nè. Trời ơi, cô thì còn lạ gì nữa. Vô thì vô đại đi, còn mà đặt khách sáo, chuyện gì vậy? Ờ, tại vì em kiểm phiếu á, rồi em so với sổ tháng này, em thấy là có mấy cái phiếu khuyến mãi vượt quá quy định, cho nên là em trình cho anh coi liền nè. Gì kỳ vậy? Để tôi coi lại, có gì sẽ báo cho cô biết. Dạ, vậy em xin phép xuống làm việc nha. Ủa? Trong giờ làm việc mà lên đây làm chi vậy? Chắc là xin xỏ gì nữa hả? Tôi chứ đâu phải anh đâu. Hễ mở miệng ra là xin xỏ. Sợ gì để nói gì đó. Bây giờ phụ nữ bình đẳng quá ha. Người ta chọc câu nào đáp trả câu đó ha. Vậy cho anh chừa. Đâu phải ai cũng thích giỡn đâu. Nhìn cái gì? Đúng rồi ông ơi. Ông không phải là đụng ai rồi ông cứ chọc ghẹo đâu. Nè, có ngày thế nào cũng bị người ta quýnh à. Mà không bị người ta quýnh á thì cũng bị chồng người ta quýnh à. Cái tật của em lạ lắm anh. Một lần thấy gái á, cái miệng không nói gì vậy. Thấy trống trống làm sao. Dạ. Dạ. Vậy chuẩn bị tinh thần ha. Chuyện tinh thần gì anh? Có ngày cũng bị ăn đòn à. Anh này giỡn hoài. Đây nè. Vụ gì anh? Thuộc trách nhiệm của ông á. Ông coi kỹ đi rồi trả lời cho tôi biết. Dạ. Ê, tối hôm qua mày có coi phim Hàn Quốc tập 17 đó không? Có. Hay dễ sợ luôn á. Tao khoái nhỏ đóng vai ác nha. Đóng vai ác hay gì đâu á, mình ghét. Dễ sợ ghét. Tao coi mà hồi tao đi lên tí xíu rồi tao bay tao đá cái tivi rồi. Trời ơi, chị có thấy không vậy? Con á hả là con mê, thiệt là mê cái con vai ác vậy đó. Nó vừa đẹp quá trời đẹp hả, nó giàu nữa chứ. Bởi vậy chị mới thấy không, nó mới cướp được cái thằng công tử đẹp trai mà con nhỏ nghèo nghèo nó đang yêu chứ. Anh ơi, con á, con nói thiệt nha, con thà là con có tiền con mang tiếng ác cũng được nữa, còn hơn mang tiếng hiền ngoan á hả mà nghèo kiết xác đâu có làm được cái gì. Tiền nó mới là tất cả gì ơi. Biết bao giờ ta mới có được mấy bộ đồ đẹp thiệt là đẹp như nó mà. Trời, chắc lúc đó tôi đẹp lắm luôn á. Bà nội, mơ này mà mơ mộng thì sợ mà. Người ta đó là tướng diễn viên, phải không? Người ta đẹp sẵn rồi, người ta mặc cái gì vô, người ta làm cái gì vô, nhìn thấy cũng đẹp hết trơn á. Còn tướng mày nhìn đi, như khúc củi vậy đó. Mày mặc vô tao thề với mày mà bước ra cái tao tưởng mày là trong chợ quán mới trốn viện ra. Thôi nha, dù sao hả, con cũng là hoa hậu cấp xóm chứ bộ à. Hoa hậu, mày hên lắm, mày chui vô trong cái xóm này. Toàn là mấy cái người mà đuôi điếc rồi nhìn không biết mày mới lọt vô hoa hậu. Tao nói thiệt với mày nha, nhìn tướng mày xin lỗi nha, y chang mấy thằng BD bên Thái mà nó giải phẫu. Mà nó về Việt Nam giải phẫu chứ về phẫu bên đó nữa. Thôi nha, bộ bà không thấy tướng tôi hả? Tôi cũng được tấn công mong phòng thủ lắm chứ bộ à. Tôi đâu có thua ai đâu. Mà bữa nay gì sao vậy? Hồi sáng nay á, tôi có hối lộ cho dì rõ ràng hai của khoai mì tôi có chia cho dì chứ bộ. Trời ơi, nói nghe tốt quá, đạo đức quá à. Chứ không phải hả, hồi sáng con nào trốn vô trong toilet đó, ăn dụng chổng cái bánh bao với lại hai cái trứng vịt muối.
con nào cái thấy tôi vô cái làm bộ như là tốt cái gì gì ăn khoai với con mà trời ơi củ khoai còn có một miếng chút xíu cũng còn ai đấy tôi ăn dùng vậy bà cũng thấy nữa hả tôi xin lỗi nha cưng tao là tao lanh lắm nha cái gì không bao giờ mà lọt qua mắt tao xui cho mày ăn uống con gái rứa mất nết ăn tao nói hả trứng vịt mà nó rớt nhíu nhão vòng vòng vậy ê chết chết nhưng mà con còn không vậy thôi đi vợ ơi làm cho con nó dơ lắm vậy đó ờ không có dơ mà để lộ vậy đó mày lấy chồng được cũng hên lắm rồi đó con quá mệt quá. Đi ăn tiệc có một mình ai cũng mời hết. Vừa no mà vừa mệt nữa. Bởi vậy, có như vậy mới thông cảm được với mấy ông đàn ông. Công việc rồi tiếp khách rồi lại giao tiếp tùm lum hết. Alo. Mẹ ơi, con học xong rồi, mẹ tới đón con nghe. Ờ, mẹ xin lỗi con gái nha, để mẹ chạy đi đón con nha. Chắc ba bận việc rồi ba không đi đón được con. Đợi mẹ xíu nha con. Ok ok. Chết rồi. Không có thấy thiệt gì nha. Nghĩ sao mấy thằng chồng sao mà rầu quá. Phải chi mà thằng chồng con hả? Nó biết khôn biết lanh như người ta đi. Thằng hối lộ nó có tiền vậy nó cho con cũng đỡ. Chắc lúc đó con không có tiếc gì mấy cái bánh bao đâu. Ngày nào con cũng chắc gì đang cháu dịch cho gì coi. Mày ơi, mày làm ơn á, mày đừng nhắc mấy ông chồng. Tự nhiên đang vui, đang cười nhắc mấy thằng chả nản dễ sợ. Thôi, chồng của tao với mày, tao nói chỉ nó suốt cuộc đời đi làm cu ly thôi. Người ta sai đâu đánh đó. Chừng nào mà ngoi đầu lên nổi. Chừng nào tao với mày được nở mày nở mặt với người ta nữa à. Chú Hoàng á thì con không nói đi. Chồng về cũng lớn tuổi rồi thì đúng là ổng không còn ham hố bon chen gì cái đời thì cũng đúng nhưng mà còn chồng của con kìa mới phải lớn à suy nghĩ như ông cụ non vậy ổng nói thiệt gì hả chưa bao giờ mà ổng có mơ ước xa xôi là ổng tăng lương hay là ổng được lên chức gì như người ta đâu thấy chồng ta thấy ham à nghĩ lại mà thấy tủi thân con quá thôi lát đi ở đời mà ta nói chứ nồi nào úp dung đó cỡ như tao với mày á à, học hành thì không có, bằng cấp cũng không có, nhan sắc thì giới hạn. Cỡ tao với mày chỉ nước lấy tài xế thôi. Chồng tao là tài xế xe ba gác nè, chồng mày á tài xế xe tải. Trời mày muốn gì nữa, chồng mày hơn chồng tao là nghe con quỷ. Lấy mày muốn vớt luôn tài xế hay lái máy bay á. Thôi đi, vậy em thấy hả con Son đó, nó có làm gì hơn tôi đâu. Suốt ngày nhõng nha, nhõng nhảnh, quần là áo lượt, nhìn cái ghét à. Bà nội, bà nằm mơ vừa thôi, bà nghĩ sao tướng bà vậy bà đi so sánh với người ta. Bà nhìn ta đi, con người ta con gái thùy mị, ăn nói nhẹ nhàng. Rồi á, có học thức, có bằng cấp, chân thì dài. Nói chuyện với chồng á thì rất là lễ độ, đối nhân xử thế rất là biết điều. Ai như mày, mày nghĩ sao so sánh với người ta. Mày á, trời ơi, tao nói tướng á, ông nho, ông nhắc khô đe, xô đét đã vậy rồi ăn nói thì hung dữ như bà lã xác vậy. Thôi nha, chê tôi hoài sáng giờ nha. Thì có sao tôi nói vậy chứ bộ. Không dám đâu à, tôi không có hư nó đâu à. Vì chóng mắt là vì coi đi, chân tôi cũng dài chứ bộ, dài thiệt chứ bộ. Mày muốn hả, bữa nào tôi lãnh lương đi, tôi mua cái đầm dài, thì là dài tôi mặc cho vì coi vậy, tôi thấy chân tôi dài tới nách luôn. Trời năn nỉ nghe là bơ nghe đừng nghe con. Trời cái dài đó tôi thề với mày nha. Là mày bước vô trong xóm mà nguyên một xóm mình á, tao nói tự chọt đuôi mắt chứ không dám nhìn cái chân dài của mày đâu. Trời nói tao muốn ói luôn củ khoai ra à. Dạ thưa sếp, chuyện là như vậy. Khoan đã, ông giải thích giùm tôi chuyện này trước đi. Dạ chuyện gì hả sếp? Khuyến mãi đó, sao ông chi mạnh tay quá vậy? Công ty mình đã có định mức rồi, ông làm như vậy bộ ông muốn cả đám húp cháo hả? Dạ cái vụ này em nhớ rồi. Trí nhớ ông tốt thiệt đó, nhìn qua cái nhớ liền. Dạ em là trưởng phòng kinh doanh mà sếp. Người ta nói là xài một bài toán là bán cái con trâu đó, làm sao mà ẩu được sếp. Rồi, bây giờ ông giải thích đi. Dạ thôi sếp,
công ty của mình á, kinh doanh rất là cạnh tranh, sếp biết rồi đó. Nếu như không muốn vượt rào á, phải chi mạnh vô mấy cái mối lớn để giữ khách hàng lại, đúng không sếp? Nhưng mà cái gì nó cũng có cái giới hạn của nó chứ. Ông làm như vậy đâu có được. Dạ em hiểu. Người ta thường nói đó là cái gì sếp biết không? Chi phí quảng cáo. Đó, mình phải chi mạnh mấy cái mối đó đó sếp. Để cho người ta biết tới cái sản phẩm của mình. Sản phẩm của mình bán ra được nhiều hơn. Ông bà người ta thường nói đó, thả con săn sắt bắt con cá rô. Chi phí quảng cáo là như vậy đó sếp. Rồi, bỏ qua cái chuyện này đi. Bây giờ nói cái vụ mà ông nhắn tôi về đây nè. Cái vụ này là vụ mới nha sếp. Là sao? Dạ, chuyện là như vậy.